Ông kia làm cái gì đấy? Đưa điện thoại đây. Đấy, cứ từ từ. Đưa đây. Bỏ ra. Ông có bỏ ra không? Tôi đếm đến 2 thôi nhá. 1, 2. Cuộc sống trong đó có ổn không anh? Cuộc sống trong này cũng bình thường nhá. Mấy ông kia tập trung mà làm đi. Làm đi, làm đi. Làm như là chức công an là có quyền lắm ấy. Nhìn mặt thế kia có khi là còn nhận hơn tù nhân ấy. Sau này ra tù chưa chắc ai hơn ai đâu. Ông kia vừa nói cái gì đấy? Ông này nhìn dạo này khỏe phết nhở? Vóc dáng gầy còm như thế này như sắp qua đời nhưng mà khỏe phết đấy. Có khi là nhấc được cả cái hòn đá to to kia đấy. Ước gì mình cũng có sức khỏe như vậy nhỉ? Đây hôm nay có lương nhá. Mày làm ăn thế này phí tiền thật. Đây, lẽ ra là mỗi buổi là 20, nhưng mà vì hoàn cảnh nhà bác khó khăn nên thôi mày cầm tạm đi. Thế cháu không lập đồng nào à? Thằng An thì mày cho bác nợ vài hôm, rồi mai kia bác trả nhá. Thôi bác có mấy đồng bạc, bác giữ lại để con cháu đốt xuống suối vàng đi. Thằng An, mày làm ăn mày chậm như thế à? Làm thì chậm, ngày nào cũng đòi tiền. Ông cố tình chê tôi à? Mày cái xếp à? Ông xa đây,